vào thời Đức Phật giáo hóa chúng sinh ở thành Phong Đức. Bấy giờ, cách thành 500 dặm có một ngọn núi, nơi đây có một thôn làng với khoảng 50 đến 60 hộ gia đình đang sinh sống. Trong thôn có một gia đình nghèo, người vợ mang thai 10 tháng và sinh đôi được hai đứa con trai rất tuấn tú khôi ngô. Cha mẹ hết mực thương yêu và liền đặt tên cho chúng. Một đứa tên là Sông Đức, còn đứa kia tên là Sông Phước. Khoảng 50 đến 60 ngày sau, có một hôm, người cha của chúng lùa trâu trở về và nằm nghỉ trên giường. Còn người mẹ của chúng thì ra đồng nhặt củi chưa về. Khi ấy, hai đứa bé này liếc trái nhìn phải mà không thấy cha mẹ nên chúng liền than trách với nhau. Một đứa bé nói rằng, ở đời trước khi sắp đắc đạo, mình ngồi ngay thẳng và khởi niệm ngu si mà bảo rằng thọ mạng là thường còn, nên phải đọa sinh tử nhiều không thể tính kể số kiếp. Mãi cho đến nay, mới được sinh làm con trong gia đình bần cùng, ở trong nhà tranh, mặc áo phải thô để che thân và dùng thức ăn nước uống đạm bạc mà nuôi sống. Cứ như thế thì đến bao giờ mới đắc đạo? Đây đều là do ở đời trước tham luyến phú quý và buông thả thân tâm, vui sướng chỉ một lát mà từ đó đến nay luôn mãi chịu khổ. Hôm nay u sầu khổ não và cũng chẳng biết nơi nào để cậy trông. Một đứa bé khác nói rằng, con mình ở lúc trẻ ưa thích vui chơi mà chẳng tinh tấn tu hành nên khiến cho nhiều đời phải tao ngộ biết bao khổ nạn. Đây đều là do tự mình làm, chứ chẳng phải do cha mẹ làm. Bây giờ chúng ta cùng chung thọ báo, thử hỏi trách ai được đây? Khi nghe hai đứa con than thở như thế, người cha vô cùng kinh hãi và cho là quỷ đến gieo rắc tai ương. Ông nghĩ, làm sao hai đứa bé chỉ sinh mới vài chục ngày mà có thể nói ra những lời đó, e rằng về sau chúng sẽ giết hại thân tộc. Thừa lúc chúng còn nhỏ chưa lớn, mình hãy giết chúng đi. Và thế là người cha kinh hoàng chạy ra ngoài và đóng cửa lại, rồi ông ra đồng lấy củi và muốn thiêu chết chúng. Đúng lúc cô vợ trở về, khi thấy thế nên hỏi chồng rằng, anh định lấy củi này để làm gì? Người chồng trả lời, thật hết sức kinh quái, hai đứa con của chúng ta đã tâm sự với nhau. Đó chắc chắn là quỷ để đến phá hoại gia tộc, thừa lúc chúng còn nhỏ anh muốn thiêu chết chúng. Khi cô vợ nghe thấy, trong lòng ngạc nhiên và do dự chưa tin, hai vợ chồng quyết định đợi thêm vài ngày nữa để nghe lén chúng nói chuyện. Đến ngày hôm sau, hai vợ chồng giả vờ cùng ra ngoài rồi núp lại để nghe ngóng. Quả nhiên, hai đứa trẻ ở trong nhà cũng lại than trách lẫn nhau như trước đây. Khi được nghe chúng nói chuyện với nhau thêm lần nữa, hai vợ chồng hết sức kinh quái. Họ liền cùng nhau âm thầm chất củi và muốn thiêu sống chúng. Với thiên nhãn thông, Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng này muốn thiêu chết hai đứa con của mình. Với lòng thương xót và do biết phước đức của hai đứa bé ở đời trước đáng được hóa độ, Ngài đi đến thôn đó rồi phóng quang minh chiếu sáng khắp nơi. Bấy giờ, trời đất chấn động mạnh, sông núi và tất cả cây cối đều thành màu vàng. Khắp kẻ lớn, người nhỏ trong thôn đều kinh ngạc và cùng đến chỗ của Phật rồi đảnh lễ Phật, và không ai là chẳng hoan hỷ. Họ biết Đức Phật là bậc chí tôn, không một ai trong ba cõi có thể sánh bằng. Sau đó Đức Phật đến nhà của hai đứa bé song sinh. Khi thấy quang minh của Phật, hai đứa bé vui mừng khôn xiết. Cha mẹ của chúng cũng kinh ngạc, rồi mỗi người bồng một đứa bé đến trước chỗ của Phật. Họ hỏi Đức Thế Tôn rằng, thưa Thế Tôn, hai đứa bé này mới lọt lòng khoảng 50 đến 60 ngày mà đã nói chuyện với nhau. Đây quả là điều kỳ quái, chúng con sợ chúng sẽ gây tai họa cho gia tộc nên định dùng lửa thiêu chết. Đúng lúc Phật đến đây và còn chưa kịp thiêu, chúng con không biết hai đứa bé này là yêu tinh quỷ quái phương nào. Kính mong Thế Tôn hãy nói ra hai đứa bé này sẽ mang đến tai vạ gì. Khi thấy Phật, hai đứa bé vui mừng hớn hở.
Khi Đức Phật nhìn thấy hai đứa bé, Ngài mỉm cười. Bây giờ từ trong miệng của Phật có ánh sáng năm màu phóng ra và chiếu sáng khắp đất trời. Phật bảo cha mẹ của hai đứa bé và toàn thể dân làng rằng: hai đứa bé này không phải là yêu ma quỷ quái, mà là hai đứa con phước đức. Vào thời của Đức Phật Ẩm Quang, hai đứa bé này đã từng là đạo nhân. Họ là đôi bạn từ thuở nhỏ và đồng chí hướng xuất gia tu đạo. Ai nấy đều rất tinh tấn và sắp sửa đắc đạo. Nhưng bỗng nhiên họ dấy khởi vọng tưởng nên cả hai đều bị trở ngại. Họ khởi vọng tưởng yêu thích vinh hoa của thế gian, nghĩ tưởng nương nhờ phước đức để sinh lên trời, hoặc sinh xuống nhân gian làm vua chúa hay trưởng giả. Khi hốt nhiên khởi những ý này, họ liền thoái chuyển và không thể đắc tịch diệt. Trải qua liên tục nhiều kiếp, họ luôn bị sinh tử lôi dắt và thường sinh đôi với nhau. Cho đến mãi hôm nay, họ mới gặp Phật ở thế gian. Do nhờ công đức cúng dường Phật thổi quá khứ, nên nương phước lực mà được hóa độ. Khi diệt tội, phước liền sinh và họ tự biết việc của đời trước. Bởi vậy mà hôm nay, Thế Tôn đến đây là để hóa độ chúng. Nếu không đến hóa độ, ta e chúng sẽ bị lửa thiêu chết. Lúc bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: trượng phu tâm vô cầu, nơi ở tuệ sáng soi, dù gặp vui hay khổ, thái độ chẳng tự cao, thánh hiền xa việc đời, chẳng mong tiền và con, giữ giới luôn tu đạo, không tham tà phú quý, người trí biết niệm động, như cây giữa bãi cát, bằng hữu chí chưa vững, theo ý nhiễm bụi trần. Khi Phật nói lời ấy xong, hai đứa trẻ nhìn Đức Phật, rồi thân thể của chúng liền tự nhiên phục lớn như đứa trẻ 8 tuổi. Họ liền trở thành Cần Sách Nam và đắc đạo ứng chân. Khi dân làng thấy tướng hảo quang minh của Phật và lại thấy thân hình của hai đứa bé tự nhiên vụt lớn, họ đều vui mừng khôn xiết và đắc quả nhập lưu. Còn sự hoài nghi của cha mẹ hai đứa bé thì được giải trừ và cũng được pháp nhãn thanh tịnh. Theo nhân quả nhà Phật, nếu chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta ra sao, thì con cái chúng ta sau này cũng làm y như thế ấy, có phần chua chát hơn nữa. Ân oán mà. Có câu danh ngôn: nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục, thì tương lai sẽ trả lại ta một quả đại bác. Đôi giỏ ngu muội. Người Nhật có câu chuyện cổ. Thuở xưa có một gia đình nông dân quê mùa, nhà có cha mẹ già nua. Ông nghĩ cha mẹ già rồi, cực thân không làm gì được, lại tốn của cải. Một hôm, ông đang hai cái giỏ chắc chắn để cha mẹ vào và gánh lên núi sâu để bỏ. Anh chuẩn bị một ít lương thực cho cha mẹ sống tạm, trên vai lại gùi theo đứa con nhỏ. Đến nơi đặt cha mẹ xuống, anh không thấy lương thực mang theo đâu nữa. Anh hỏi cha mẹ có thấy không? Cha anh nói: cha đã bỏ trên đường đi rồi. Sao cha lại bỏ? Lấy gì mà ăn? Đường xa và lạ, cha sợ con bị lạc không biết đường về, nên bỏ rơi vải trên đường, con nương theo đó mà về nhà. Anh ta hết sức xúc động với tình của cha. Liền khi đó đứa con nhỏ bảo: cha nhớ mang hai cái giỏ về cho con. Con lấy hai cái giỏ làm gì? Để khi cha mẹ già, con mang bỏ lên non, khỏi phải đan cái khác. Nghe đến đây, chàng trai quỳ xuống xin mẹ cha tha thứ và điệu cha mẹ về nhà sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Hoa thơm cỏ lạ. Bà Sophia lần dò từng bước như một người mù. Từ ngày chồng bà qua đời, đứa con trai là niềm vui duy nhất của bà. Sophia vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Anh đang xin việc. Điều anh bận tâm là mẹ. Anh không thể để bà ở nhà một mình không ai chăm nom. Cặp kính cận đen. Anh rất thương mẹ. Khi cha anh mất, bà chưa đầy 30.
bà Tần Tảo nuôi anh ăn học, hy sinh cả quãng đời son trẻ. Biết bao người ngỏ lời, nhưng bà nhất quyết chối từ, bà viện lý do lớn tuổi rồi. Nhưng Sophie hiểu mẹ mình hơn ai hết, vì anh mà mẹ không tái giá. Bà sợ cảnh cha ghẻ mẹ gì, làm ảnh hưởng đến sự học tập và tương lai của con. Đôi mắt bà mỗi ngày một mờ đi, bác sĩ nói bà bị viêm giác mạc. Lấy thuốc uống bớt rồi ngưng, bà tiếp tục tảo tần, mua thúng bán bưng, chạy dạy tiền nuôi con. Nào tiền học phí ở trường, học thêm Anh văn, vi tính, nào tiền tập dở, áo quần, điện nước, cũng đủ cho bà mệt lả. Cực nhưng bà vui vì con bà ngoan, học giỏi, không hút thuốc hay rượu chè như bao thanh niên khác. Ngoài giờ học, anh về nhà giúp mẹ mọi việc. Có khi bắt nồi cơm, có khi quét nhà, giặt giũ, sửa sang trong ngoài để mẹ đỡ cực hơn. Anh nghĩ cả đời mẹ vì mình, nếu mình không học tập tốt thì không xứng đáng. Anh thường tranh thủ đến chùa, khi thì bó hoa tươi, khi thì bọc trái cây dâng lên cúng Phật, cầu nguyện cho mẹ mạnh khỏe, sống đời bên anh, để anh có thời gian báo đáp công ơn cù lao của mẹ. Đôi mắt bà Sophia càng ngày càng mờ. Khi anh học đại học năm thứ hai, thì bà hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo, giác mạc của bà đã bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Chỉ có cách duy nhất là thay võng mạc. Giá thị trường hiện nay là 4.800 đô. Anh chỉ còn biết đưa mẹ về nhà. Anh hứa với lòng khi nào anh làm có tiền, điều đầu tiên là đi thay giác mạc mắt cho mẹ. Bà Sophia không thấy đường nên không thể mua bán được nữa. Bà chỉ làm những việc giặt giảnh và tựa cửa đợi con đi học về. Có lúc bà tự bắt cơm, có lần suýt cháy nhà. Sophia vừa đi học vừa làm thêm, dạy kèm. Anh làm đủ nghề miễn sao kiếm ra tiền. Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp đại học với bảnh bằng loại khá. Thời gian này anh dành dụm được ít tiền vì không phải đóng tiền học và sách vở nữa. Nếu anh đi làm, dĩ nhiên phải đi công tác. Những lúc ấy ai chăm sóc mẹ? Nên anh quyết định giá nào cũng phải thay giác mạc mắt cho mẹ. Thứ nhất, để mẹ nhìn thấy. Thứ hai, anh đi làm cũng an tâm. Mẹ anh chỉ hơn 50 tuổi, chẳng lẽ sống trong cảnh mù lòa cả đời. Anh liên hệ với bệnh viện, họ hẹn ngày thay giác mạc cho mẹ. Bà Sophia bảo, con à, tiền đâu con có để thay giác mạc cho mẹ chứ? Anh nhìn bà với tất cả tấm lòng xót xa của một người con hiếu thảo. Bạn bè cho con mượn đỡ, khi con đi làm sẽ trả góp cho chúng sau, mỗi tháng trích ra một ít, mẹ an tâm đi. Con bây giờ là kỹ sư rồi, mai mốt có việc làm, không mấy chốc trả hết thôi mẹ à. Bà Sophia miễn cưỡng đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công, bà ao ước được nhìn mặt con. Cả 3-4 năm nay bà không nhìn thấy con, chỉ nghe giọng nó nói. Trước đó mắt bà mờ cũng không nhìn con được rõ. Các cô y tá tận tình chăm sóc cho bà. Trên mắt bà bịt kính mảnh băng trắng. Ngày thứ ba, Sophie mới vào. Bà hỏi, mấy ngày nay con đi đâu, không đến chăm sóc mẹ? Anh ngập ngừng. Dạ, mẹ mới mổ phải ở phòng cách ly, chỉ có y tá và bác sĩ chăm sóc thôi mẹ. Con chỉ được ở bên ngoài thôi. Bà dịu dàng nắm lấy tay Sophie. Mẹ cảm ơn con đã làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ mong ngày nhìn thấy mặt con, thấy bầu trời cao rộng. Mẹ ước ao nhìn thấy con thành đạt, cưới được cô vợ ngoan hiền. Mẹ mong có đứa cháu nội bồng ẩm cho đỡ quạnh hiu. Anh cầm tay mẹ. Mẹ cứ an tâm, con sẽ lấy vợ và sanh con cho mẹ nuôi. Sợ đến lúc đó mẹ nuôi không nổi mà thôi. Bà mẹ mỉm cười trong hạnh phúc. Bà nghĩ thầm, rồi sẽ có ngày ấy. Một tuần rồi hai tuần, sắp đến giờ tháo băng trên mắt của bà Sophia. Bà hồi hộp chờ đợi, mong đến lúc được nhìn thấy cuộc đời trở lại. Bác sĩ tháo băng, lau những vết bẩn quanh mắt bà. Nào, bây giờ bà hãy mở mắt từ từ.
Khẽ thôi, nào. Bà Sophia vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt. Bà nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Bà chớp chớp mắt, rồi từ từ mở ra. Bà hết sức vui mừng, bà đã nhìn thấy rõ ràng, không bị mờ như trước đây. Bà rất hạnh phúc. Bà nhìn Sophie, anh mang cặp mắt kính màu đen. Bà trách yêu con. Trong nhà con mang kính mát làm gì? Sophie lúng túng. Dạ, kính cận đó mẹ. Bà Sophia mỉm cười. Kính cận gì mà màu đen? Mẹ không biết đó thôi, bây giờ công nghệ mới, họ chế kính cận màu đen để khi ra đường không cần mang kính mát. Sophie đến dìu mẹ xuống giường và làm thủ tục xuất viện. Mẹ à, 3 ngày nữa con sẽ đi làm, công ty đã có giấy gọi. Bà mẹ vui mừng, cuối cùng bà đã thực hiện được ước mơ là nuôi con ăn học thành tài. Niềm vui nữa là mắt bà đã sáng lại, có thể tự chăm sóc cho mình. Đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Sáng sớm, Sophie chuẩn bị áo quần tươm tất cho ngày đi làm đầu tiên. Bà Sophia lấy tay chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt cho anh. Anh khom xuống cột lại dây dài, bất chợt cặp kính cận rơi xuống đất. Bà Sophia vội nhặt đưa lên định đeo lại cho anh. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy mắt bên trái của anh một màu trắng toát. Bà hiểu tất cả, ôm anh vào lòng khóc nức nở, nói trong giọng nghẹn ngào. Sao con dại thế? Tiếng chuông chùa nào bay trong gió thoảng, nước mùa thu trong vắt in trời, mùa lễ Vu Lan đã về. Sophie ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Anh rất hạnh phúc, và hạnh phúc lớn lao nhất là mùa Vu Lan này anh được cài lên ngực một bông hồng. Dĩ nhiên không phải màu trắng, bởi anh rất sợ màu trắng vì nó giống màu trong mắt trái của anh. Một buổi sáng nọ, thầy được quý thầy lớn bảo lên tháp cốt cúng an vị cho một hương linh gửi cốt vào chùa. Lên đến nơi, thầy thấy một bà cụ ngoài 70, gầy gò, gương mặt khắc khổ. Bao nhiêu vết chân chim đã hằn lên cuộc đời của bà. Lẻo đẻo theo sau là 2 đứa nhỏ xíu, có lẽ là anh em. Mồ côi. Đứa bé gái khoảng 3 tuổi, thằng anh trai khoảng 5 tuổi. Cả hai đứa đều mặc đồ khăn tang trắng, rộng thùng thình, nhưng trông sạch sẽ, dễ thương. Được biết hai đứa bé là con của một người đàn bà chưa quá 30 tuổi, hình được dán trên hũ đựng cốt. Bé gái quỳ phía trước, anh trai quỳ phía sau. Đôi mắt nó láo liên, hình như tất cả đều lạ lẫm với nó. Thầy dặn, cứ mỗi tiếng chuông là lại một cái nghe các con. Chúng quay qua gật đầu. Thầy tụng kinh dứt câu đánh cái beng, thì đứa nhỏ lạy xuống, chổng mông lên, đầu chúi xuống đất, nhìn anh nó phía sau, kêu ý ới. Thầy nhắc nhở 2-3 lần nó mới chịu ngồi yên. Lâu lâu bé gái quay qua bên bà cụ. Ngoại ơi, mẹ con đâu rồi hả ngoại? Bà cụ trả lời cho qua chuyện. Ở trong hũ chứ ở đâu? Mẹ ở trong hũ làm gì ngoại? Thì ngủ chứ làm gì nữa. Cái hũ nhỏ xíu sao mẹ con vào được ngoại? Bà lão cũng bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu dại khờ. Bà phớt lờ đi, ra hiệu là coi chừng bị thầy la, trật tự nào. Khi tụng kinh xong, thầy đi lui trái cây trên bàn thờ Phật để trang hoàng lại. Thầy thấy hai đứa bé cứ nhìn chằm chằm vào rổ trái cây thầy vừa hạ xuống. Định chúng nó do thiếu thốn nên thèm, tội nghiệp. Rồi thầy sợ chúng nó thấy thầy sơ hở, ăn cắp trái cây, vô tình mà gây tội với chùa chiền. Nên thầy lựa 2 trái lê bị úng một lỗ, đưa cho mỗi đứa 1 trái, và không quên dặn chúng rửa sạch trước khi ăn. Rồi thầy tiếp tục công việc, hai đứa bé ra về lúc nào thầy cũng không hay biết. Đến khi thầy dọn dẹp trước bàn thờ vong, thấy lạ, chỗ hũ cốt nào cũng có 1 dĩa trái cây và bình hoa. Riêng có 1 hũ cốt chỉ đặt trên cái bọc xốp 2 trái lê. Thầy đến lật lên
thấy mỗi trái úng một lỗ. Thầy nhìn kỹ lại, thấy sững sờ. Hũ cốt ấy là hũ cốt của mẹ hai đứa bé. Chắc không có tiền hay vội quá mà ngoại nó chẳng mua thứ gì vào cúng mẹ nó. Chỉ có một mâm cơm chay cúng dông của chùa, dĩa rau nhạt với vài miếng tàu hũ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã nhường hai trái lê thầy cho để cúng mẹ nó. Thầy cảm thấy hối hận vô cùng khi nghĩ sai về hai đứa bé, và đã cho nó hai trái lê héo và bị úng một lỗ, và nó đã khéo léo đặt lỗ thủng xuống phía dưới để người ta không nhìn thấy. Hồi nhỏ bằng hai cháu ấy, thầy chỉ biết lo cho bản thân và khóc nhè với mẹ thôi. Lớn lên cũng vậy, chưa bao giờ có đồ ăn ngon lại nhớ đến cha mẹ của mình. Thật xấu hổ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã dạy cho thầy bài học lớn. Hôm sau, thầy mang hai bịch kẹo sữa, định bụng là khi hai bé vào cúng mẹ, thầy sẽ bù đắp lại. Nhưng đợi mãi không thấy hai bé vào. Một hôm bà cụ vào cúng con gái, thầy mới hỏi hai cháu đâu. Bà cụ có vẻ ngượng ngùng hồi lâu rồi nói trong hai hàng nước mắt. Tội nghiệp, mấy năm trước cha nó bị tai nạn giao thông, rồi vừa qua mẹ nó bị ung thư mà chết, để lại hai đứa còn quá nhỏ. Tôi già, một thân một mình bán vé số kiếm cơm qua ngày, làm sao nuôi nổi hai cháu. Bà ngừng lại và khóc. Mẹ nó gửi tôi nuôi, nhưng tội lắm thầy ơi. Tôi đành đưa hai cháu vào trại mồ côi rồi. Khổ thân hai cháu, không cha mẹ, không ai lo. Không biết tụi nó sống ra sao trong những ngày sắp tới. Bị đòn. Ngày xưa ở bên Trung Quốc, có gia đình nọ, có người con trai. Anh này rất nghịch ngợm. Từ thuở nhỏ đã bị mẹ đánh thường xuyên thành thói quen. Đánh riết rồi anh ta lì đòn. Mỗi khi mẹ đánh không bao giờ anh khóc cả. Những ngày nào anh không bị mẹ đánh là anh lo lắng không biết mẹ có bị làm sao không mà không đánh đòn mình. Thời gian trôi nhanh, mẹ anh càng ngày càng già. Anh quyết ở vậy không lập gia đình để thủ hiếu với mẹ. Một hôm mẹ anh không bằng lòng với anh điều gì đó, bà bắt anh cúi xuống đánh một hơi. Mẹ đánh xong, anh ngồi dậy khóc nức nở. Lấy làm lạ, bà mẹ hỏi: "Con bị oan ức hay đau lắm sao mà khóc? Bấy lâu nay có bao giờ mẹ đánh con khóc đâu?" "Thưa mẹ, mẹ đánh con càng đau, con lại càng mừng, càng vui ạ." Anh trả lời. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp: "Vậy sao hôm nay con khóc?" "Thưa mẹ, vì hôm nay mẹ đánh con quá nhẹ, không đau chút nào. Do đó con biết mẹ đã già rồi, không đủ sức đánh con nữa, nên con buồn, con khóc." Từ đó về sau, bà mẹ không còn đánh. Đạo hiếu. Dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ, mẹ già khuất bóng ngàn thu, nhân trung hiếu đạo, nguyện tu đáp đền. Không phải người con có hiếu là cho tiền bạc cha mẹ xài thoải mái, cung cấp đầy đủ hàng tháng, bỏ cha mẹ cô quạnh tuổi già. Không phải cha mẹ mất đi, ta làm đám tang to lớn, làm thịt nhiều con vật để cha mẹ thắt thêm oan nghiệp. Không phải xây nhà mồ cho to lớn để tiến tâm lại đời, mà chính trong hiện tại đời sống này phải biết đỡ đần, tôn kính, thương yêu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau, can ngăn cha mẹ làm những điều ác. Tạo điều kiện cho cha mẹ biết đến Phật Pháp và bố thí cúng dường tạo phước. Khi cha mẹ mất, biết làm những hạnh lành để hồi hướng phước báo cho cha mẹ. Đặc biệt, biết tu hành, hướng tâm vào dòng thánh để có cơ hội cứu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang bị trầm luân. Nhân quả thiện ác. Việc làm thiện là làm lợi ích cho người khác, cho họ được an vui. Ngược lại, làm đau khổ cho kẻ khác,
khiến cho kẻ khác phiền não là việc ác. Theo nhân quả, chúng ta làm ác sẽ thọ quả báo đau khổ, hành thiện sẽ thọ quả báo an vui. Đối với những người con như chúng ta, khi biết được công lao trời biển của cha mẹ như vậy mà vẫn tiếp tục làm đau khổ cho cha mẹ, tiếp tục con đường ác, đó là tội bất hiếu. Hậu quả sẽ thọ quả báo đau khổ, thất bại, và con cháu sau này sẽ xử tệ bạc với ta hơn cả việc ta đã đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Cha mẹ đã hết mực thương yêu, lo lắng, hy sinh cho ta cả đời mà không cần sự báo đáp hay đòi hỏi chúng ta phải trả công. Giống như Phật và Bồ Tát luôn thương yêu, lo lắng, chăm nom cho chúng sanh vậy. Trong Kinh Trung Bộ nói rằng, ba đời của chư Phật sinh ra không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên đối với con mình thì cha mẹ mang tấm lòng của Phật và Bồ Tát. Vì lý do đó, Đức Phật mới nói cha mẹ là Phật tại gia, là cửa chùa cho con bước vào dòng thánh. Ai biết thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già với lòng tôn kính, thì người ấy sẽ tích được phước báo to lớn. Nếu chúng ta tôn kính, cúng dường chư Phật, và trái lại không tôn kính hiếu thảo cha mẹ, thì cũng không thể kính Phật trọn vẹn được. 4. Hạng người. Căn cơ thiển bạc là hạng người chỉ biết đến quyền lợi ích kỷ riêng tư của mình, mặc cho người khác đau khổ, miễn sao có lợi cho ta thì thôi. Hạng người này không biết thiện ác nhân quả, thường hay đổ lỗi và vu oan cho kẻ khác. Hạ căn hạ trí là người thấy cái lợi trước mắt mà không thấy lợi lâu dài, có làm lợi cho người khác nhưng rất ít, có biết đến nhân quả thiện ác nhưng vẫn chiều theo bản năng làm điều sái quấy. Đôi khi đổ lỗi cho người rồi sau đó biết sợ mà ăn năn, nhưng lại phạm sai lầm khi có quyền lợi trước mắt. Trung căn trung trí là người biết lo xa một chút, sống hôm nay nghĩ đến họa phúc của ngày mai. Người này rất hiểu nhân quả thiện ác, không dám làm sai quấy, thường hay sám hối ăn năn lỗi lầm, phát tâm giúp đỡ người khác, biết thương yêu và chia sẻ với thế giới xung quanh. Người này hay gánh vác và nhận trách nhiệm về cho mình, biết chịu đựng hy sinh cho người khác. Thượng căn thượng trí. Người này có cái nhìn xa trông rộng, quan sát mọi góc độ, chẳng những biết sống tốt hôm nay mà có cả cái nhìn thấu suốt những kiếp về sau. Nên người này biết phân định nặng nhẹ một cách bền vững và lâu dài, có tâm rộng lớn thương yêu chúng sanh với lòng từ bi rộng lượng, luôn tha thứ khoan dung cho người khác, tâm không cố chấp hẹp hòi, không đổ lỗi cho ai cả, thấy cái nào có lợi ích chung về lâu dài bền vững thì làm. Ba cách báo hiếu. Loại căn cơ thiển bạc không thể có hiếu với cha mẹ. Nếu nghiệp ác và oan trái nhiều sẽ sanh tâm bất hiếu, làm cho cha mẹ khổ đau. Người căn cơ thiển bạc có chút duyên lành với Phật Pháp hay gặp bậc minh sư, hướng tâm quy y Tam Bảo, sám hối tội xưa sẽ trở thành người hạ căn hạ trí. Chúng ta biết tấm lòng, công lao và nỗi nhọc nhằn của cha mẹ như thế. Nếu là người có trí thì sẽ báo hiếu cha mẹ trong tình thương yêu và tôn kính. Hiếu kính. Người này cảm nhớ công ơn cha mẹ đã nặng nhọc 9 tháng cưu mang, 3 năm ẵm bồng, nên phát tâm đỡ đần lại cha mẹ, lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, thuốc thang lúc đau ốm tuổi già, nhất nhất nghe lời cha mẹ dạy bảo, không dám trái ý, tôn kính và phụng thờ cha mẹ như Phật, Bồ Tát. Hiếu thuận là người có lòng hiếu kính, biết quy y Tam Bảo, bỏ ác làm lành, hồi hướng công đức, phước đức cho cha mẹ.
biết can ngăn cha mẹ những việc làm sai chánh pháp, đặc biệt hướng cha mẹ quy y Tam Bảo trở về đời sống đạo đức. Đại hiếu là người con hiếu thuận, phát tâm vô thượng bồ đề, bản thân nỗ lực tu hành và phát tâm rộng độ chúng sanh. Người này có chí hướng xuất gia vượt ngoài tam giới, tự mình đắc đạo để trang nghiêm Phật Pháp và độ cho cha mẹ nhiều đời, phát tâm vô thượng bồ đề, hướng đến quả giải thoát giác ngộ. Đức Phật, gương đại hiếu. Đức Phật Thích Ca khi rời bỏ hoàng cung, để lại cha già ngày đêm mong nhớ thương con, và bà mẹ xem ngài như là con ruột, đó là bà mẹ kế Mahabhasa Ba Đề. Sau khi đắc quả chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Thích Ca trong một kỳ hạ, ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ mẹ của ngài là hoàng hậu Maya. Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho các dương tôn trong hoàng tộc xuất gia và các hoàng thân quốc thích quy y Tam Bảo. Đặc biệt, Phật độ vua Tịnh Phạn trước lúc băng hà ngộ được chân lý Phật Đà. Phật khuyên vua cha nên niệm Phật và đức vua đã nhập vào dòng thánh. Chính giai Đức Phật đã đỡ kim quang của vua cha đến nơi làm lễ trà tỳ. Ở thành Tỳ Xá Ly, Phật đã chấp nhận cho mẹ kế cũng là dì ruột cùng 500 thể nữ xuất gia và bà đã đắc quả A-la-hán. Mục Kiền Liên. Vị đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi đắc quả A-la-hán, được lục thông, ngài liền nhớ đến mẹ mình. Ngài dùng thiên nhãn tìm mẹ khắp sáu nẻo luân hồi, gặp mẹ ngài bị đọa đày nơi địa ngục rất khổ sở. Ngài đã dùng thần lực cứu mẹ nhưng không được, nên ngài hóa ra cơm cho mẹ ăn đỡ đói. Nhưng vì nghiệp ác nặng nề, cơm vừa đến miệng lại hóa thành lửa, không thể dùng. Thương mẹ, ngài về bạch với Đức Phật cách cứu mẹ để trả hiếu. Nhân đó, Đức Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn, dạy cách cứu khổ cho những người bị đọa lạc. Làm theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, sau 3 tháng chư tăng an cư kiết hạ, ngài tổ chức cúng dường trai tăng, dâng y cho các vị tỳ kheo hồi hướng phước báo cho mẹ. Nhờ oai thần của Phật và 10 phương chư hiền thánh tăng mà bà Thanh Đề đã tỏ ngộ. Ngay lúc ấy, bà thoát khỏi địa ngục và sanh lên cõi trời, kết duyên lành với Tam Bảo. Vì vậy, ngài được thế gian tôn là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Quan Âm Diệu Thiện. Quan Âm Diệu Thiện là công chúa nguyên ở nước Hùng Lâm thuộc Ấn Độ, là người con gái thứ ba của một vị vua. Trước khi sinh công chúa Diệu Thiện, thì nhà vua rất mong có hoàng tử, nên đã cầu xin rất nhiều, nhưng đứa con chào đời lại là một công nương. Điều này đã làm cho nhà vua sinh lòng oán hận. Khác hẳn hai người chị, nàng công chúa này lớn lên chỉ say mê kinh kệ và có lòng quy y Phật. Vì cự tuyệt việc lấy chồng nên cô bị giam hãm phía sau hoàng cung. Không thuyết phục được con mình hoàng tục, vua giả vờ cho phép con tu ở chùa Bạch Tước, rồi ngầm ra lệnh cho các sư sãi phải tìm cách thuyết phục cho công chúa hoàng tục, nếu không sẽ giết hết các sư sãi trong chùa. Nhưng mọi cách đều không lung lạc được ý chí quyết tâm của công chúa. Giận con, vua ra lệnh đốt chùa để giết cô công chúa, nhưng trời bỗng đổ mưa dập tắt lửa. Chưa hết giận, vua bèn hạ lệnh xử chém, thì trời bỗng giông tố, tạo ra sét đánh giằng búa của đào phủ. Vua tức giận ra lệnh xử giảo công chúa, nhưng ngay lúc đó xuất hiện một con cọp trắng xông ra cổng công chúa mang đến chùa Hương. Diệu Thiện tu hành ở đó và cảm hóa được muôn thú. Trong khi đó, vua trong triều đột nhiên bị chứng bệnh hủi không chữa được. Dần dần hai bàn tay bị rơi rụng và mắt trở nên mù. Công chúa tu đã đắc đạo quả, một hôm trở về thăm phụ thân và đã hy sinh hai mắt cùng hai tay để cứu vua cha, độ cả gia đình hướng về Phật đạo và nhập Niết Bàn.
Niết bàn, niết bàn, niết bàn, niết. Vào thời Đức Phật giáo hóa chúng sinh ở thành Phong Đức, bấy giờ cách thành 500 dặm có một ngọn núi, nơi đây có một thôn làng với khoảng 50 đến 60 hộ gia đình đang sinh sống. Trong thôn có một gia đình nghèo, người vợ mang thai 10 tháng và sinh đôi được hai đứa con trai rất tuấn tú khôi ngô. Cha mẹ hết mực thương yêu và liền đặt tên cho chúng. Một đứa tên là Sông Đức, còn đứa kia tên là Sông Phước. Khoảng 50 đến 60 ngày sau, có một hôm, người cha của chúng lùa trâu trở về và nằm nghỉ trên giường. Còn người mẹ của chúng thì ra đồng nhặt củi chưa về. Khi ấy, hai đứa bé này liếc trái nhìn phải mà không thấy cha mẹ nên chúng liền than trách với nhau. Một đứa bé nói rằng, ở đời trước khi sắp đắc đạo, mình ngồi ngay thẳng và khởi niệm ngu si mà bảo rằng thọ mạng là thường còn, nên phải đọa sinh tử nhiều không thể tính kể số kiếp. Mãi cho đến nay mới được sinh làm con trong gia đình bần cùng, ở trong nhà tranh, mặc áo phải thô để che thân và dùng thức ăn nước uống đạm bạc mà nuôi sống. Cứ như thế thì đến bao giờ mới đắc đạo? Đây đều là do ở đời trước tham luyến phú quý và buông thả thân tâm, vui sướng chỉ một lát mà từ đó đến nay luôn mãi chịu khổ. Hôm nay u sầu khổ não và cũng chẳng biết nơi nào để cậy trông. Một đứa bé khác nói rằng, con mình ở lúc trẻ ưa thích vui chơi mà chẳng tinh tấn tu hành nên khiến cho nhiều đời phải tao ngộ biết bao khổ nạn. Đây đều là do tự mình làm, chứ chẳng phải do cha mẹ làm. Bây giờ chúng ta cùng chung thọ báo, thử hỏi trách ai được đây? Khi nghe hai đứa con than thở như thế, người cha vô cùng kinh hãi và cho là quỷ đến gieo rắc tai ương. Ông nghĩ, làm sao hai đứa bé chỉ sinh mới vài chục ngày mà có thể nói ra những lời đó, e rằng về sau chúng sẽ giết hại thân tộc. Thừa lúc chúng còn nhỏ chưa lớn, mình hãy giết chúng đi. Và thế là người cha kinh hoàng chạy ra ngoài và đóng cửa lại, rồi ông ra đồng lấy củi và muốn thiêu chết chúng. Đúng lúc cô vợ trở về, khi thấy thế nên hỏi chồng rằng, anh định lấy củi này để làm gì? Người chồng trả lời, thật hết sức kinh quái, hai đứa con của chúng ta đã tâm sự với nhau. Đó chắc chắn là quỷ để đến phá hoại gia tộc, thừa lúc chúng còn nhỏ anh muốn thiêu chết chúng. Khi cô vợ nghe thấy, trong lòng ngạc nhiên và do dự chưa tin, hai vợ chồng quyết định đợi thêm vài ngày nữa để nghe lén chúng nói chuyện. Đến ngày hôm sau, hai vợ chồng giả vờ cùng ra ngoài rồi núp lại để nghe ngóng. Quả nhiên, hai đứa trẻ ở trong nhà cũng lại than trách lẫn nhau như trước đây. Khi được nghe chúng nói chuyện với nhau thêm lần nữa, hai vợ chồng hết sức kinh quái. Họ liền cùng nhau âm thầm chất củi và muốn thiêu sống chúng. Với thiên nhãn thông, Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng này muốn thiêu chết hai đứa con của mình. Với lòng thương xót và do biết phước đức của hai đứa bé ở đời trước đáng được hóa độ, Ngài đi đến thôn đó rồi phóng quang minh chiếu sáng khắp nơi. Bấy giờ, trời đất chấn động mạnh, sông núi và tất cả cây cối đều thành màu vàng. Khắp kẻ lớn, người nhỏ trong thôn đều kinh ngạc và cùng đến chỗ của Phật rồi đảnh lễ Phật, và không ai là chẳng hoan hỷ. Họ biết Đức Phật là bậc chí tôn, không một ai trong ba cõi có thể sánh bằng. Sau đó Đức Phật đến nhà của hai đứa bé song sinh. Khi thấy quang minh của Phật, hai đứa bé vui mừng khôn xiết. Cha mẹ của chúng cũng kinh ngạc, rồi mỗi người bồng một đứa bé đến trước chỗ của Phật. Họ hỏi Đức Thế Tôn rằng, thưa Thế Tôn, hai đứa bé này mới lọt lòng khoảng 50 đến 60 ngày mà đã nói chuyện với nhau. Đây quả là điều kỳ quái, chúng con sợ chúng sẽ gây tai họa cho gia tộc nên định dùng lửa thiêu chết. Đúng lúc Phật đến đây và còn chưa kịp thiêu, chúng con không biết hai đứa bé này là yêu tinh quỷ quái phương nào,
Kính mong Thế Tôn hãy nói ra hai đứa bé này sẽ mang đến tai vạ gì. Khi thấy Phật, hai đứa bé vui mừng hớn hở. Khi Đức Phật nhìn thấy hai đứa bé, ngài mỉm cười. Bây giờ từ trong miệng của Phật có ánh sáng năm màu phóng ra và chiếu sáng khắp đất trời. Phật bảo cha mẹ của hai đứa bé và toàn thể dân làng rằng: hai đứa bé này không phải là yêu ma quỷ quái, mà là hai đứa con phước đức. Vào thời của Đức Phật Ẩm Quang, hai đứa bé này đã từng là đạo nhân. Họ là đôi bạn từ thuở nhỏ và đồng chí hướng xuất gia tu đạo. Ai nấy đều rất tinh tấn và sắp sửa đắc đạo. Nhưng bỗng nhiên họ dấy khởi vọng tưởng nên cả hai đều bị trở ngại. Họ khởi vọng tưởng yêu thích vinh hoa của thế gian, nghĩ tưởng nương nhờ phước đức để sinh lên trời, hoặc sinh xuống nhân gian làm vua chúa hay trưởng giả. Khi hốt nhiên khởi những ý này, họ liền thoái chuyển và không thể đắc tịch diệt. Trải qua liên tục nhiều kiếp, họ luôn bị sinh tử lôi dắt và thường sinh đôi với nhau. Cho đến mãi hôm nay, họ mới gặp Phật ở thế gian. Do nhờ công đức cúng dường Phật thổi quá khứ, nên đường phước lực mà được hóa độ. Khi diệt tội, phước liền sinh và họ tự biết việc của đời trước. Bởi vậy mà hôm nay, Thế Tôn đến đây là để hóa độ chúng. Nếu không đến hóa độ, ta e chúng sẽ bị lửa thiêu chết. Lúc bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: trượng phu tâm vô cầu, nơi ở tuệ sáng soi. Dù gặp vui hay khổ, thái độ chẳng tự cao. Thánh hiền xa việc đời, chẳng mong tiền và con. Giữ giới luôn tu đạo, không tham tà phú quý. Người trí biết niệm động, như cây giữa bãi cát, bằng hữu chí chưa vững, theo ý nhiễm bụi trần. Khi Phật nói lời ấy xong, hai đứa trẻ nhìn Đức Phật, rồi thân thể của chúng liền tự nhiên phục lớn như đứa trẻ 8 tuổi. Họ liền trở thành cần sách nam và đắc đạo ứng chân. Khi dân làng thấy tướng hảo quang minh của Phật và lại thấy thân hình của hai đứa bé tự nhiên vụt lớn, họ đều vui mừng khôn xiết và đắc quả nhập lưu. Còn sự hoài nghi của cha mẹ hai đứa bé thì được giải trừ và cũng được pháp nhãn thanh tịnh. Theo nhân quả nhà Phật, nếu chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta ra sao, thì con cái chúng ta sau này cũng làm y như thế ấy, có phần chua chát hơn nữa. Ân oán mà. Có câu danh ngôn: nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục, thì tương lai sẽ trả lại ta một quả đại bác. Đôi giỏ ngu muội. Người Nhật có câu chuyện cổ. Thuở xưa có một gia đình nông dân quê mùa, nhà có cha mẹ già nua. Ông nghĩ cha mẹ già rồi, cực thân không làm gì được, lại tốn của cải. Một hôm, ông đang hai cái giỏ chắc chắn để cha mẹ vào và gánh lên núi sâu để bỏ. Anh chuẩn bị một ít lương thực cho cha mẹ sống tạm, trên vai lại gùi theo đứa con nhỏ. Đến nơi đặt cha mẹ xuống, anh không thấy lương thực mang theo đâu nữa. Anh hỏi cha mẹ có thấy không? Cha anh nói: cha đã bỏ trên đường đi rồi. Sao cha lại bỏ? Lấy gì mà ăn? Đường xa và lạ, cha sợ con bị lạc không biết đường về, nên bỏ rơi vải trên đường, con nương theo đó mà về nhà. Anh ta hết sức xúc động với tình của cha. Liền khi đó đứa con nhỏ bảo: cha nhớ mang hai cái giỏ về cho con. Con lấy hai cái giỏ làm gì? Để khi cha mẹ già, con mang bỏ lên non, khỏi phải đan cái khác. Nghe đến đây, chàng trai quỳ xuống xin mẹ cha tha thứ và điệu cha mẹ về nhà sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Hoa thơm cỏ lạ. Bà Sophia lần dò từng bước như một người mù. Từ ngày chồng bà qua đời, đứa con trai là niềm vui duy nhất của bà. Sophia vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Anh đang xin việc. Điều anh bận tâm là mẹ. Anh không thể để bà ở nhà một mình không ai chăm nom.
cặp kính cận đen. Anh rất thương mẹ. Khi cha anh mất, bà chưa đầy 30. Bà tần tảo nuôi anh ăn học, hy sinh cả quãng đời son trẻ. Biết bao người ngỏ lời, nhưng bà nhất quyết chối từ. Bà viện lý do lớn tuổi rồi. Nhưng Sophie hiểu mẹ mình hơn ai hết, vì anh mà mẹ không tái giá. Bà sợ cảnh cha ghẻ mẹ dì làm ảnh hưởng đến sự học tập và tương lai của con. Đôi mắt bà mỗi ngày một mờ đi. Bác sĩ nói bà bị viêm giác mạc. Lấy thuốc uống bớt rồi ngưng. Bà tiếp tục tảo tần, mua thúng bán bưng, chạy dạy tiền nuôi con. Nào tiền học phí ở trường, học thêm Anh văn, vi tính. Nào tiền tập dở, áo quần, điện nước, cũng đủ cho bà mệt lả. Cực nhưng bà vui vì con bà ngoan, học giỏi, không hút thuốc hay rượu chè như bao thanh niên khác. Ngoài giờ học, anh về nhà giúp mẹ mọi việc. Có khi bắt nồi cơm, có khi quét nhà, giặt giũ, sửa sang trong ngoài để mẹ đỡ cực hơn. Anh nghĩ cả đời mẹ vì mình, nếu mình không học tập tốt thì không xứng đáng. Anh thường tranh thủ đến chùa, khi thì bó hoa tươi, khi thì bọc trái cây dâng lên cúng Phật, cầu nguyện cho mẹ mạnh khỏe, sống đời bên anh để anh có thời gian báo đáp công ơn cù lao của mẹ. Đôi mắt bà Sophia càng ngày càng mờ. Khi anh học đại học năm thứ hai thì bà hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo giác mạc của bà đã bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Chỉ có cách duy nhất là thay võng mạc. Giá thị trường hiện nay là 4.800 đô. Anh chỉ còn biết đưa mẹ về nhà. Anh hứa với lòng khi nào anh làm có tiền, điều đầu tiên là đi thay giác mạc mắt cho mẹ. Bà Sophia không thấy đường nên không thể mua bán được nữa. Bà chỉ làm những việc giặt giảnh và tựa cửa đợi con đi học về. Có lúc bà tự bắt cơm, có lần suýt cháy nhà. Sophie vừa đi học vừa làm thêm, dạy kèm. Anh làm đủ nghề miễn sao kiếm ra tiền. Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp đại học với bảnh bằng loại khá. Thời gian này anh dành dụm được ít tiền vì không phải đóng tiền học và sách vở nữa. Nếu anh đi làm, dĩ nhiên phải đi công tác. Những lúc ấy ai chăm sóc mẹ? Nên anh quyết định giá nào cũng phải thay giác mạc mắt cho mẹ. Thứ nhất, để mẹ nhìn thấy. Thứ hai, anh đi làm cũng an tâm. Mẹ anh chỉ hơn 50 tuổi, chẳng lẽ sống trong cảnh mù lòa cả đời. Anh liên hệ với bệnh viện, họ hẹn ngày thay giác mạc cho mẹ. Bà Sophia bảo, con à, tiền đâu con có để thay giác mạc cho mẹ chứ? Anh nhìn bà với tất cả tấm lòng xót xa của một người con hiếu thảo. Bạn bè cho con mượn đỡ, khi con đi làm sẽ trả góp cho chúng sau. Mỗi tháng trích ra một ít, mẹ an tâm đi. Con bây giờ là kỹ sư rồi, mai mốt có việc làm, không mấy chốc trả hết thôi mẹ à. Bà Sophia miễn cưỡng đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công. Bà ao ước được nhìn mặt con. Cả 3-4 năm nay bà không nhìn thấy con, chỉ nghe giọng nó nói. Trước đó mắt bà mờ cũng không nhìn con được rõ. Các cô y tá tận tình chăm sóc cho bà. Trên mắt bà bịt kính mảnh băng trắng. Ngày thứ ba Sophie mới vào. Bà hỏi, mấy ngày nay con đi đâu, không đến chăm sóc mẹ? Anh ngập ngừng. Dạ, mẹ mới mổ phải ở phòng cách ly, chỉ có y tá và bác sĩ chăm sóc thôi mẹ. Con chỉ được ở bên ngoài thôi. Bà dịu dàng nắm lấy tay Sophie. Mẹ cảm ơn con đã làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ mong ngày nhìn thấy mặt con, thấy bầu trời cao rộng. Mẹ ước ao nhìn thấy con thành đạt, cưới được cô vợ ngoan hiền. Mẹ mong có đứa cháu nội bồng ẩm cho đỡ quạnh hiu. Anh cầm tay mẹ. Mẹ cứ an tâm, con sẽ lấy vợ và sanh con cho mẹ nuôi. Sợ đến lúc đó mẹ nuôi không nổi mà thôi. Bà mẹ mỉm cười trong hạnh phúc. Bà nghĩ thầm, rồi sẽ có ngày ấy. Một tuần rồi hai tuần, sắp đến giờ tháo băng trên mắt của bà Sophia. Bà hồi hộp chờ đợi, mong đến lúc được nhìn thấy cuộc đời trở lại.
Bác sĩ tháo băng, lau những vết bẩn quanh mắt bà. Nào, bây giờ bà hãy mở mắt từ từ, khẽ thôi, nào. Bà Sophia vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt. Bà nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Bà chớp chớp mắt, rồi từ từ mở ra. Bà hết sức vui mừng, bà đã nhìn thấy rõ ràng, không bị mờ như trước đây. Bà rất hạnh phúc. Bà nhìn Sophie, anh mang cặp mắt kính màu đen. Bà trách yêu con. Trong nhà con mang kính mát làm gì? Sophie lúng túng. Dạ, kính cận đó mẹ. Bà Sophia mỉm cười. Kính cận gì mà màu đen? Mẹ không biết đó thôi. Bây giờ công nghệ mới, họ chế kính cận màu đen để khi ra đường không cần mang kính mát. Sophie đến dìu mẹ xuống giường và làm thủ tục xuất viện. Mẹ à, 3 ngày nữa con sẽ đi làm, công ty đã có giấy gọi. Bà mẹ vui mừng, cuối cùng bà đã thực hiện được ước mơ là nuôi con ăn học thành tài. Niềm vui nữa là mắt bà đã sáng lại, có thể tự chăm sóc cho mình. Đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Sáng sớm, Sophie chuẩn bị áo quần tươm tất cho ngày đi làm đầu tiên. Bà Sophia lấy tay chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt cho anh. Anh khom xuống cột lại dây dài, bất chợt cặp kính cận rơi xuống đất. Bà Sophia vội nhặt đưa lên định đeo lại cho anh. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy mắt bên trái của anh một màu trắng toát. Bà hiểu tất cả, ôm anh vào lòng khóc nức nở, nói trong giọng nghẹn ngào. Sao con dại thế? Tiếng chuông chùa nào bay trong gió thoảng, nước mùa thu trong vắt in trời, mùa lễ Vu Lan đã về. Sophie ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Anh rất hạnh phúc, và hạnh phúc lớn lao nhất là mùa Vu Lan này anh được cài lên ngực một bông hồng. Dĩ nhiên không phải màu trắng, bởi anh rất sợ màu trắng vì nó giống màu trong mắt trái của anh. Một buổi sáng nọ, thầy được quý thầy lớn bảo lên tháp cốt cúng an vị cho một hương linh gửi cốt vào chùa. Lên đến nơi, thầy thấy một bà cụ ngoài 70, gầy gò, gương mặt khắc khổ, bao nhiêu vết chân chim đã hằn lên cuộc đời của bà. Lẻo đẻo theo sau là 2 đứa nhỏ xíu, có lẽ là anh em. Mồ côi. Đứa bé gái khoảng 3 tuổi, thằng anh trai khoảng 5 tuổi. Cả hai đứa đều mặc đồ khăn tang trắng, rộng thùng thình, nhưng trông sạch sẽ, dễ thương. Được biết hai đứa bé là con của một người đàn bà chưa quá 30 tuổi, hình được dán trên hũ đựng cốt. Bé gái quỳ phía trước, anh trai quỳ phía sau. Đôi mắt nó láo liên, hình như tất cả đều lạ lẫm với nó. Thầy dặn, cứ mỗi tiếng chuông là lại một cái nghe các con. Chúng quay qua gật đầu. Thầy tụng kinh dứt câu đánh cái beng, thì đứa nhỏ lạy xuống, chổng mông lên, đầu chúi xuống đất, nhìn anh nó phía sau, kêu ý ới. Thầy nhắc nhở đôi ba lần, nó mới chịu ngồi yên. Lâu lâu, bé gái quay qua bên bà cụ. Ngoại ơi, mẹ con đâu rồi hả ngoại? Bà cụ trả lời cho qua chuyện. Ở trong hũ chứ ở đâu? Mẹ ở trong hũ làm gì ngoại? Ờ, thì ngủ chứ làm gì nữa. Cái hũ nhỏ xíu sao mẹ con vào được ngoại? Bà lão cũng bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu dại khờ. Bà phớt lờ đi, ra hiệu là coi chừng bị thầy la, trật tự nào. Khi tụng kinh xong, thầy đi lui trái cây trên bàn thờ Phật để trang hoàng lại. Thầy thấy hai đứa bé cứ nhìn chằm chằm vào rổ trái cây thầy vừa hạ xuống. Định chúng nó do thiếu thốn nên thèm, tội nghiệp. Rồi thầy sợ chúng nó thấy thầy sơ hở, ăn cắp trái cây, vô tình mà gây tội với chùa chiền. Nên thầy lựa 2 trái lê bị úng một lỗ, đưa cho mỗi đứa 1 trái, và không quên dặn chúng rửa sạch trước khi ăn. Rồi thầy tiếp tục công việc, hai đứa bé ra về lúc nào thầy cũng không hay biết. Đến khi thầy dọn dẹp trước bàn thờ vong, thấy lạ, chỗ hũ cốt nào cũng có một dĩa trái cây và bình hoa,
Riêng có một hũ cốt chỉ đặt trên cái bọc xốp hai trái lê. Thầy đến lật lên, thấy mỗi trái úng một lỗ. Thầy nhìn kỹ lại, thấy sững sờ. Hũ cốt ấy là hũ cốt của mẹ hai đứa bé. Chắc không có tiền hay vội quá mà ngoại nó chẳng mua thứ gì vào cúng mẹ nó. Chỉ có một mâm cơm chay cúng dông của chùa, dĩa rau nhạt với vài miếng tàu hũ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã nhường hai trái lê thầy cho để cúng mẹ nó. Thầy cảm thấy hối hận vô cùng khi nghĩ sai về hai đứa bé và đã cho nó hai trái lê héo và bị úng một lỗ. Và nó đã khéo léo đặt lỗ thủng xuống phía dưới để người ta không nhìn thấy. Hồi nhỏ bằng hai cháu ấy, thầy chỉ biết lo cho bản thân và khóc nhè với mẹ thôi. Lớn lên cũng vậy, chưa bao giờ có đồ ăn ngon lại nhớ đến cha mẹ của mình. Thật xấu hổ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã dạy cho thầy bài học lớn. Hôm sau, thầy mang hai bịch kẹo sữa, định bụng là khi hai bé vào cúng mẹ, thầy sẽ bù đắp lại. Nhưng đợi mãi không thấy hai bé vào. Một hôm bà cụ vào cúng con gái, thầy mới hỏi hai cháu đâu. Bà cụ có vẻ ngượng ngùng hồi lâu rồi nói trong hai hàng nước mắt. Tội nghiệp, mấy năm trước cha nó bị tai nạn giao thông, rồi vừa qua mẹ nó bị ung thư mà chết, để lại hai đứa còn quá nhỏ. Tôi già, một thân một mình bán vé số kiếm cơm qua ngày, làm sao nuôi nổi hai cháu. Bà ngừng lại và khóc. Mẹ nó gửi tôi nuôi, nhưng tội lắm thầy ơi. Tôi đành đưa hai cháu vào trại mồ côi rồi. Khổ thân hai cháu, không cha mẹ, không ai lo. Không biết tụi nó sống ra sao trong những ngày sắp tới. Bị đòn. Ngày xưa ở bên Trung Quốc, có gia đình nọ, có người con trai. Anh này rất nghịch ngợm. Từ thuở nhỏ đã bị mẹ đánh thường xuyên thành thói quen. Đánh riết rồi anh ta lì đòn. Mỗi khi mẹ đánh không bao giờ anh khóc cả. Những ngày nào anh không bị mẹ đánh là anh lo lắng không biết mẹ có bị làm sao không mà không đánh đòn mình. Thời gian trôi nhanh, mẹ anh càng ngày càng già. Anh quyết ở vậy không lập gia đình để thủ hiếu với mẹ. Một hôm mẹ anh không bằng lòng với anh điều gì đó. Bà bắt anh cúi xuống đánh một hơi. Mẹ đánh xong, anh ngồi dậy khóc nức nở. Lấy làm lạ, bà mẹ hỏi. Con bị oan ức hay đau lắm sao mà khóc? Bấy lâu nay có bao giờ mẹ đánh con khóc đâu? Thưa mẹ, mẹ đánh con càng đau, con lại càng mừng, càng vui ạ. Anh trả lời. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp. Vậy sao hôm nay con khóc? Thưa mẹ, vì hôm nay mẹ đánh con quá nhẹ, không đau chút nào. Do đó con biết mẹ đã già rồi, không đủ sức đánh con nữa, nên con buồn, con khóc. Từ đó về sau, bà mẹ không còn đánh. Đạo hiếu. Dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ, mẹ già khuất bóng ngàn thu, nhân trung hiếu đạo, nguyện tu đáp đền. Không phải người con có hiếu là cho tiền bạc cha mẹ xài thoải mái, cung cấp đầy đủ hàng tháng, bỏ cha mẹ cô quạnh tuổi già. Không phải cha mẹ mất đi, ta làm đám tang to lớn, làm thịt nhiều con vật để cha mẹ thắt thêm oan nghiệp. Không phải xây nhà mồ cho to lớn để tiến tâm lại đời, mà chính trong hiện tại đời sống này phải biết đỡ đần, tôn kính, thương yêu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau, can ngăn cha mẹ làm những điều ác. Tạo điều kiện cho cha mẹ biết đến Phật Pháp và bố thí cúng dường tạo phước. Khi cha mẹ mất, biết làm những hạnh lành để hồi hướng phước báo cho cha mẹ. Đặc biệt, biết tu hành, hướng tâm vào dòng thánh để có cơ hội cứu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang bị trầm luân. Nhân quả thiện ác. Việc làm thiện là làm lợi ích cho người khác,
cho họ được an vui, ngược lại làm đau khổ cho kẻ khác, khiến cho kẻ khác phiền não là diệt ác. Theo nhân quả, chúng ta làm ác sẽ thọ quả báo đau khổ, hành thiện sẽ thọ quả báo an vui. Đối với những người con như chúng ta, khi biết được công lao trời biển của cha mẹ như vậy mà vẫn tiếp tục làm đau khổ cho cha mẹ, tiếp tục con đường ác, đó là tội bất hiếu. Hậu quả sẽ thọ quả báo đau khổ, thất bại, và con cháu sau này sẽ xử tệ bạc với ta hơn cả việc ta đã đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Cha mẹ đã hết mực thương yêu, lo lắng, hy sinh cho ta cả đời mà không cần sự báo đáp hay đòi hỏi chúng ta phải trả công. Giống như Phật và Bồ Tát luôn thương yêu, lo lắng, chăm nom cho chúng sanh vậy. Trong Kinh Trung Bộ nói rằng, ba đời của chư Phật sinh ra không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên đối với con mình thì cha mẹ mang tấm lòng của Phật và Bồ Tát. Vì lý do đó, Đức Phật mới nói cha mẹ là Phật tại gia, là cửa chùa cho con bước vào dòng thánh. Ai biết thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già với lòng tôn kính, thì người ấy sẽ tích được phước báo to lớn. Nếu chúng ta tôn kính, cúng dường chư Phật và trái lại không tôn kính hiếu thảo cha mẹ thì cũng không thể kính Phật trọn vẹn được. 4. Hạng người. Căn cơ thiển bạc là hạng người chỉ biết đến quyền lợi ích kỷ riêng tư của mình, mặc cho người khác đau khổ, miễn sao có lợi cho ta thì thôi. Hạng người này không biết thiện ác nhân quả, thường hay đổ lỗi và vu oan cho kẻ khác. Hạ căn hạ trí là người thấy cái lợi trước mắt mà không thấy lợi lâu dài, có làm lợi cho người khác nhưng rất ít, có biết đến nhân quả thiện ác nhưng vẫn chiều theo bản năng làm điều sái quấy, đôi khi đổ lỗi cho người rồi sau đó biết sợ mà ăn năn, nhưng lại phạm sai lầm khi có quyền lợi trước mắt. Trung căn trung trí là người biết lo xa một chút, sống hôm nay nghĩ đến họa phúc của ngày mai. Người này rất hiểu nhân quả thiện ác, không dám làm sai quấy, thường hay sám hối ăn năn lỗi lầm, phát tâm giúp đỡ người khác, biết thương yêu và chia sẻ với thế giới xung quanh. Người này hay gánh vác và nhận trách nhiệm về cho mình, biết chịu đựng hy sinh cho người khác. Thượng căn thượng trí. Người này có cái nhìn xa trông rộng, quan sát mọi góc độ, chẳng những biết sống tốt hôm nay mà có cả cái nhìn thấu suốt những kiếp về sau, nên người này biết phân định nặng nhẹ một cách bền vững và lâu dài. Có tâm rộng lớn thương yêu chúng sanh với lòng từ bi rộng lượng, luôn tha thứ khoan dung cho người khác, tâm không cố chấp hẹp hòi, không đổ lỗi cho ai cả. Thấy cái nào có lợi ích chung về lâu dài, bền vững thì làm. Ba cách báo hiếu. Loại căn cơ thiển bạc không thể có hiếu với cha mẹ. Nếu nghiệp ác và oan trái nhiều sẽ sanh tâm bất hiếu, làm cho cha mẹ khổ đau. Người căn cơ thiển bạc có chút duyên lành với Phật Pháp hay gặp bậc minh sư, hướng tâm quy y Tam Bảo, sám hối tội xưa sẽ trở thành người hạ căn hạ trí. Chúng ta biết tấm lòng, công lao và nỗi nhọc nhằn của cha mẹ như thế. Nếu là người có trí thì sẽ báo hiếu cha mẹ trong tình thương yêu và tôn kính. Hiếu kính. Người này cảm nhớ công ơn cha mẹ đã nặng nhọc 9 tháng cưu mang, 3 năm ẵm bồng, nên phát tâm đỡ đần lại cha mẹ, lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, thuốc thang lúc đau ốm tuổi già, nhất nhất nghe lời cha mẹ dạy bảo, không dám trái ý, tôn kính và phụng thờ cha mẹ như Phật, Bồ Tát. Hiếu thuận là người có lòng hiếu kính, biết quy y Tam Bảo, bỏ ác làm lành,
hồi hướng công đức, phước đức cho cha mẹ. Biết can ngăn cha mẹ những việc làm sai chánh pháp, đặc biệt hướng cha mẹ quy y Tam Bảo trở về đời sống đạo đức. Đại hiếu là người con hiếu thuận, phát tâm vô thượng bồ đề, bản thân nỗ lực tu hành và phát tâm rộng độ chúng sanh. Người này có chí hướng xuất gia vượt ngoài tam giới, tự mình đắc đạo để trang nghiêm Phật Pháp và độ cho cha mẹ nhiều đời, phát tâm vô thượng bồ đề, hướng đến quả giải thoát giác ngộ. Đức Phật, gương đại hiếu. Đức Phật Thích Ca khi rời bỏ hoàng cung, để lại cha già ngày đêm mong nhớ thương con, và bà mẹ xem ngài như là con ruột, đó là bà mẹ kế Mahabhasa Ba Đề. Sau khi đắc quả chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Thích Ca trong một kỳ hạ, ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ mẹ của ngài là Hoàng hậu Maya. Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho các dương tôn trong hoàng tộc xuất gia và các hoàng thân quốc thích quy y Tam Bảo. Đặc biệt, Phật độ vua Tịnh Phạn trước lúc băng hà ngộ được chân lý Phật Đà. Phật khuyên vua cha nên niệm Phật và đức vua đã nhập vào dòng thánh. Chính giai Đức Phật đã đỡ kim quan của vua cha đến nơi làm lễ trà tỳ. Ở thành Tỳ Xá Ly, Phật đã chấp nhận cho mẹ kế cũng là dì ruột cùng 500 thể nữ xuất gia và bà đã đắc quả A-la-hán. Mục Kiền Liên. Vị đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi đắc quả A-la-hán được lục thông, ngài liền nhớ đến mẹ mình. Ngài dùng thiên nhãn tìm mẹ khắp sáu nẻo luân hồi, gặp mẹ ngài bị đọa đày nơi địa ngục rất khổ sở. Ngài đã dùng thần lực cứu mẹ nhưng không được, nên ngài hóa ra cơm cho mẹ ăn đỡ đói. Nhưng vì nghiệp ác nặng nề, cơm vừa đến miệng lại hóa thành lửa không thể dùng. Thương mẹ, ngài về bạch với Đức Phật cách cứu mẹ để trả hiếu. Nhân đó, Đức Phật thuyết kinh Du Lan Bồn dạy cách cứu khổ cho những người bị đọa lạc. Làm theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ sau 3 tháng chư tăng an cư kiết hạ, ngài tổ chức cúng dường trai tăng, dâng y cho các vị tỳ kheo hồi hướng phước báo cho mẹ. Nhờ oai thần của Phật và 10 phương chư hiền thánh tăng mà bà Thanh Đề đã tỏ ngộ. Ngay lúc ấy, bà thoát khỏi địa ngục và sanh lên cõi trời, kết duyên lành với Tam Bảo. Vì vậy, ngài được thế gian tôn là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Quan Âm Diệu Thiện. Quan Âm Diệu Thiện là công chúa, nguyên ở nước Hùng Lâm thuộc Ấn Độ, là người con gái thứ ba của một vị vua. Trước khi sinh công chúa Diệu Thiện, thì nhà vua rất mong có hoàng tử nên đã cầu xin rất nhiều, nhưng đứa con chào đời lại là một công nương. Điều này đã làm cho nhà vua sinh lòng oán hận. Khác hẳn hai người chị, nàng công chúa này lớn lên chỉ say mê kinh kệ và có lòng quy y Phật. Vì cự tuyệt việc lấy chồng nên cô bị giam hãm phía sau hoàng cung. Không thuyết phục được con mình hoàng tục, vua giả vờ cho phép con tu ở chùa Bạch Tước, rồi ngầm ra lệnh cho các sư sãi phải tìm cách thuyết phục cho công chúa hoàng tục, nếu không sẽ giết hết các sư sãi trong chùa. Nhưng mọi cách đều không lung lạc được ý chí quyết tâm của công chúa. Giận con, vua ra lệnh đốt chùa để giết cô công chúa, nhưng trời bỗng đổ mưa dập tắt lửa. Chưa hết giận, vua bèn hạ lệnh xử chém, thì trời bỗng giông tố, tạo ra sét đánh giằng búa của đào phủ. Vua tức giận ra lệnh xử giảo công chúa, nhưng ngay lúc đó xuất hiện một con cọp trắng xông ra cổng công chúa mang đến chùa Hương. Diệu Thiện tu hành ở đó và cảm hóa được muôn thú. Trong khi đó, vua trong triều đột nhiên bị chứng bệnh hủi không chữa được, dần dần hai bàn tay bị rơi rụng và mắt trở nên mù. Công chúa tu đã đắc đạo quả, một hôm trở về thăm phụ thân và đã hy sinh hai mắt cùng hai tay để cứu vua cha,
độ cả gia đình hướng về Phật đạo và nhập Niết Bàn. Niết Bàn. Niết Bàn. Niết Bàn. Niết Bàn.